một chị gái bị cụt cả hai tay đang ngồi bệt dưới đất nhìn vào hư vô. Chị nhìn gần gần thì thấy một quán ăn vỉa hè đang ở gần đó. Bà chủ đang dọn mì cho khách thì phát hiện gì đó nên quay đầu lại nhìn, phát hiện chị gái đang nhìn về phía này. Hai tay của chị đã cụt hết, không rõ nguyên nhân vì sao. Những vị khách ngồi bên này đang ăn uống ngon lành, bát bún nóng hổi thơm phức. Chị liếm mép tỏ ra rất đói bụng, tô bún đỏ âu lênh láng topping cứ thế được ăn hết. Bà chủ lại chuẩn bị một tô bún khác, bà rắc thêm ít thịt lên trên cùng. Bà bưng bát bún lớn này đến bên chị gái, trong lúc chị vẫn còn nờ gồi tại chỗ gục mặt xuống. Biết chị ở đây từ sáng chưa ăn gì nên bà chủ đã chủ định mang cho chị bát bún này. Chị thấy động nên ngước đầu lên, bà chủ ngồi xuống ân cần đưa chiếc tô trước mặt. Chị gái thấy vậy liền muốn từ chối vì mình không có tiền trả cho bà đâu. Bà chủ mặc kệ, bà trộn thức ăn lên rồi nói là dù sao cũng bán không hết, về nhà bà sẽ đổ đi nên mang cho chị gái hết. Nói rồi bà tự tay gắp bún đút cho chị, vì biết chị tay chân bất tiện không thể cầm đồ ăn được. Chị gái ăn bún mà bà đút một cách ngon lành, bà còn nhắc chị ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Nhưng quả thực là chị đói quá rồi, bà chủ đút cho chị ăn đến tận sợi bún cuối cùng, cho chị húp đến giọt nước lèo cuối cùng mới thôi. Chị gái còn muốn tiếc nuối ăn luôn cái bát thì mới thỏa mãn. Đây có lẽ là bữa ăn tử tế nhất mà chị được ăn trong thời gian dài. Bà chủ còn nhìn chị hỏi ăn có ngon không, bún vừa miệng không. Chị gái gật đầu liên tục bảo rằng bát bún này ngon nhất quả đất. Bà chủ còn mang đến mấy cái chăn ấm và tặng cho chị, bà giúp chị bỏ chúng vào trong chiếc túi xách để bên cạnh, sau đó quay lưng bước đi. Chị gái đứng dậy nhìn bà rồi cúi đầu 90 độ cảm ơn bà lần nữa. Rất nhiều năm sau đó, câu chuyện này dường như đã lãng quên. Chị gái này nhìn quen quen, chị cũng bị cụt cả hai tay, nhưng đi sau chị là hai người đàn ông hộ tống. Nhìn cách ăn mặc thì chứng tỏ chị đã thành công, có rất nhiều tiền. Chị đi vào một con đường nhỏ, băng qua một khu nhà cũ kỹ, có vẻ là ở làng quê. Chị tiến đến một căn nhà hỏi thăm, chị gái đang ngồi ăn trước nhà chỉ cho chị chỗ chị cần đến. Chị nhìn nhìn rồi cảm ơn chị gái. Có một bà cụ đang cuốc đất bên này, chị cùng hai người đàn ông đi đến. Chị nhìn thấy bà cụ thì đứng khựng người lại. Chị nhìn từ phía sau rồi mở miệng gọi cụ, bà cụ này quay người lại, hóa ra là người phụ nữ bán bún mì phở năm xưa. Còn chị chính là cô bé cụt tay lúc đó được bà cứu giúp. Bà nhìn chị bây giờ một thân sang trọng bước đến. Chị gái ngồi xuống trước mặt bà rồi đưa cho bà một túi đồ có chiếc áo năm xưa bà cho, chị hỏi bà có nhận ra chị không. Bà cụ nhận ra chị ngay, cả hai đứng lên nhìn nhau mỉm cười rồi ôm chầm lấy nhau. Bà cụ cũng dừng công việc đang làm rồi dẫn chị về nhà. Bà đưa chị đi qua một bãi đất, bước vào căn nhà nhỏ. Chị vui vẻ ngồi xuống hàn huyên với bà, chị hỏi thăm tình hình dạo này của bà. Bà nói rằng mình tuổi già nên không bon chen nổi ở thành phố nữa, quay về quê với thú vui điền viên. Còn cô gái cũng kể câu chuyện của mình. Sau khoảng thời gian khó khăn, cô gái cuối cùng cũng tìm được việc làm trong một trung tâm dành cho người khuyết tật. Sau đó cố gắng tích góp và có được như ngày hôm nay. Cô gái còn đòi ăn lại bún mà cụ nấu. Cụ chiều lòng cô, đứng dậy đi vào bếp, lửa bếp nổi lên. Bà cụ nấu nước dùng rồi rắc topping quen thuộc vào trong. Chỉ một lát sau đã mang ra một bát bún nóng hổi đặt trước mặt cô gái. Bà bảo cô ăn đi cho nóng. Cô gái bị cụt cả hai tay nhưng đôi chân rất linh hoạt. Cô có thể dùng chân để cầm đũa một cách thành thục. Cô ăn mì với khuôn mặt thỏa mãn vì quá ngon và cũng vì quá cảm xúc. Hương vị vẫn chuẩn vị như xưa, không khác chút nào. Cô gái cứ như thế từ tốn thưởng thức tô bún nóng hổi. Tô bún này ngoài vị thịt, vị bún, vị hành còn chất chứa cả vị tình thương, vị lòng tốt, vị lòng biết ơn, nên nó ngon đến lạ.